Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thuận nha. Thì hiện tại mình đang ở trong căn hộ cao cấp của Ocean Vita, nguyên cái khu nghỉ dưỡng Sea Link hoành tráng lắm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người ở trong cái khuôn viên xung quanh căn hộ cao cấp này có những gì nha. Rồi thì đây là ban công của phòng mình. Bây giờ mình sẽ mở cửa ra. Wow, nắng gió quá. Đây, ở dưới kia là dừa, bên kia là bãi biển nha. Rồi, đây, đây là toàn cảnh khu căn hộ cao cấp. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới, mình đi vòng vòng xem khuôn viên của căn hộ này có những gì. Ok, bây giờ mình sẽ đi thôi. Sẽ vào phòng, đóng cửa lại. Đấy, đi thôi. Đây là cái đường đi của những căn hộ xung quanh. Giờ mình sẽ xuống thang máy nha. Cửa bên đây tới hai thang máy rồi. Bên đây một cái và bên đây một cái nữa nè. Mình sẽ xuống tầng G nha. Là nhanh đâu, kế bên luôn mà. Đây, đi ra ngoài. Thì ở clip trước mình có giới thiệu với mọi người về cái mô hình đó. Thì đây là cái mô hình của khu căn hộ Ocean Vita nha, của Celine. Đó. Rồi, mình sẽ đi ra xung quanh xem có gì. Đây là cửa ra. Mát lắm mọi người ơi. Đó, những đầu tiên ra là những cây dừa. Đây có bảng hội hội quán nè, rồi hồ bơi nè. Sẽ đi qua hướng hồ bơi trước nha. Ở bên đây thì hồi nãy mình phòng mình là phòng kia. Ở dưới này là tầng tầng cái tầng trệt này để cái xe. Đây, dùng hệ thống tưới tự động. Lại mà không biết phải hay không. Ở bên đây dừa, trái dừa, cái sầu mát mẻ lắm nha. Đây lên đây phía sau của tòa nhà có nhiều block, nhiều khu. Đó, một khu ở bên đây. Khu này thì xây sắp xong rồi, nói chung là hoàn thiện hết mọi công trình, bây giờ chỉ còn làm nội thất nữa thôi, tại mình còn nghe tiếng lum lum la. Ở đây sẽ có một cái khu vui chơi trẻ em, vừa mọi người thấy vừa triệu quả luôn đấy. Bầu trời xanh mát luôn.
kia là đường vào của Lộc A. Thì ở clip trước mình có giới thiệu với mọi người cái vòng đeo tay này rồi, quyền lực nhất trong này, mình có thể sử dụng những cái này miễn phí hết. Đó. Ở đây là hồ bơi đây, có những cái ghế nằm trải dài nằm hồ bơi, nước trong xanh, nhìn thẳng ra view ngoài biển luôn. Bên kia là biển, bên đây là hồ bơi. Đấy. Bên đây có một cái lốc nữa. Thì clip sau mình sẽ làm một clip trải nghiệm thử hồ bơi này nha, xem cảm giác thế nào. Ở đây có nhiều ghế để bơi mệt lên nằm nghỉ. Bên đây có một cái hồ bơi trẻ em này, hai khung thành. Khung thành này chắc là sử dụng để chơi những trò chơi banh, ném banh này nữa. Người ta trồng rất là nhiều dừa xung quanh khu này luôn. Mà cây nào cây nấy không có ai ăn trái hết trơn, nên mọi người thấy trái kìa, đầy nhóc luôn. Trong này thì có, đây là xung quanh hồ bơi nha. Hôm nay có những bàn uống cà phê nè, gọi món, gọi nước. Đây là cái quầy bar mini thôi, mình có thể gọi rượu nè. Đó, những đây có tủ lạnh này. Rồi bên đây mình sẽ có phao bơi, đồ bơi để mướn ha. Ở đây mình thích nhất là cái bàn bên bi lắc này, hôm qua chơi rồi rất là đã luôn. Cái bên bi da nha, đây, có bi sẵn luôn, chỉ có chơi thôi. Mình thì không biết chơi bi da, chứ chơi bi lắc với lại cái môn bi da lỗ, bi da phân mình không biết chơi. Đó, này. Mình sẽ thử nha, mình không biết chơi nhưng mình thử nha. Ở đây có hai trái kia đúng không, đây là một trái trước con mặt mình. Đấy. Không trúng trái nào hết, lại lần nữa nha. Đó, gần trúng rồi đó. Rồi đây là view từ hồ bơi nhìn ra biển, rất là hoành tráng. Mình sẽ hỏi anh này cái sân tennis nằm ở đâu, không biết có xa không. Nếu mà xa thì đi thẳng lên đó hả anh? Dạ rồi, em cảm ơn anh, nhưng mà xa quá anh. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Giờ mình sẽ khám phá những cái sân tennis này nha mọi người. Đây là một cái tòa nhà khác của Lộc A. Mọi người xem dừa nè. Đấy, trái như vậy mà không hay, hay hái uống trơn. Uống ra không? Nè, bên đây là trái già hết trơn luôn rồi. Đó, vậy là chỉ bỏ thôi. Viên ở đây chắc không biết có uống này. Mình thấy cái quài nào ra là vẫn còn nguyên, không có một cái dấu nào để mà hái. Rồi chắc trái là già quá, đụng hết là sao. Nắng quá, bây giờ hiện tại là 2 giờ trưa, khá là nắng luôn. Sáng giờ thì mình đã sinh hoạt với lại tim đã băng rồi này nọ, khỏe hết chân luôn rồi. Lâu lắm thì không có đá banh, giờ đá lại mà gặp sân không phải là sân cỏ mini rồi bình thường, hay là sân đất bình thường, mà là sân bãi biển. Đá trời ơi, lỗ hang không à, chạy có được đâu, đụng vô trái banh là
té, đụng như cái banh là té. Nhưng mà rất là vui, rất là hạnh phúc luôn. Đây, đây là sân tennis mọi người. Ở phía sau bên kia là cỏ, cây. Vẫn là hệ thống phun nước tự động như thế nha. Nắng quá. Đây là sân tennis. Mình có thể được chơi nhưng mà một mình chắc là đâu chơi được. Chiều chiều hoặc là tối mình có thể liên hệ với mọi người để vô mình chơi. Cửa này người ta cũng có khóa. Chơi thì giờ mình sẽ lấy vợt, mướn vợt này nọ ở trong kia, banh này nọ. Đây là nội quy của sân tennis. Đây, nội quy. Nắng quá không vào được. Rồi, sẽ đi xuống nha. Đường này là cấm ô tô, lâm cấm xe máy luôn kìa. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi ra trước cổng, quay toàn bộ trước mặt cổng nhìn về cái Ocean Vita của Sile Linh này có view đẹp như thế nào nha. Vào. À, trước kia là đường chạy ngang, kia là biển. Đường thì đây là đường lên. Đường lên của khu Ocean Vita này. Mình đọc tiếng Anh không có chuẩn nên mọi người nghe mà có sai thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Đây, đây là sơ đồ. Đây là sơ đồ của khu này nha. Đấy. Cái ở dưới này là biển nè, đấy. Cái đường Phan Thiết nè, Mũi Né nè. Quẹo trái là Phan Thiết, bên phải là Mũi Né. Đây khu villa, lốc he, hội quán đó. Rồi thì ở trên kia, ở trên lầu 1 trên là phòng ăn, đồ spa, đồ này nọ đó, có cà phê bên ngoài trời luôn. Trước cái ngay cổng đó mình vào mình sẽ gặp lễ tân. Đấy. Đây là bờ biển. Rồi trưa nắng quá đi hết nổi rồi. Thì ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở một clip tiếp theo. Mình sẽ quay bãi biển nha. Đó, chắc chiều nay mình sẽ đi. Giờ nắng quá đi không nổi. Rồi nếu mọi người thấy clip mình vui hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở một clip tiếp theo của Thanh Thuận Vlog nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.